của tôi lại mới nhấn nóc. Họ lấy khoảng được một vạt là hai ngày tôi lại vạt ngay thôi. Nhấn nóc. Còn một cái này ha. Bên này để đựng cái sóng mới nấu củi á, nấu củi lò nó đén á. À, coi như thế làm to rồi. Ba giây là đến ba vòng như này, ba pan here để đựng cái sóng. Làm như thế này, làm tròn là với dập mũi là đựng cái sóng to nấu. That's great.